Tiếp tục với audio Phàm Nhân Tu Tiên. Ở phần trước, nhóm Hàn Lập đã vây khốn được lão giả với tỏa long côn. Câu chuyện diễn biến ra sao, tiếp tục theo dõi nhé các bạn. Chương 248, một quyển suýt chết. Đạo hữu lần cửu, theo ý đạo hữu, tên này có thể duy trì được bao lâu? Hàn Lập thế vậy thoáng thở nhẹ, chợt hỏi lần cửu đứng đó không xa. Hiện tại tia tinh huyết kia thiêu đốt rời xà vào ra tới xương, qua phủ tới tạng, có lẽ không lâu nữa là dầu hết đèn tắt thôi. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn đợi thêm chừng một nén nhang là được. Lần cửu thở dài một hơi nói. Lúc này Lần Thập Thất vẫn nằm sấp tại chỗ không nhúc nhích, bỗng nhìn ngón tay cò quắp cố gắng ngồi dậy. Ngay tại vị trí lỗ máu đỏ trên ngực, máu thịt ngọ nguậy từ từ liền lại. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Thiếu chút nữa là sấp mặt chỗ này rồi. Chỗ máu thịt hoàn toàn liền lại, gã mới là thở dài một hơi vỗ vỗ ngực. Đã được chữa lành như ban đầu, chưa tỉnh hồn nói. Hàn Lập và Lân Cửu nhìn nhau, mắt đã hiện vẻ xem thường, nhưng không nói gì, dù sao nhiệm vụ này đã sắp hoàn thành, không cần so đo với gã. Lần Thập Thất quan sát hết tình hình xung quanh, mắt bé xoay tròn, cũng không có ý đến cạnh hai người, mà thân hình nhoáng một cái đến đống đổ nát trong điện đá lúc trước lục lọi tìm kiếm trong loạn thạch. Tay gã vung lên hất một đống đá lộn xộn ra, thấy lò đan nằm ở dưới khẽ cúi lưng, định tỏ tay nhặt. Người dám! Lúc này lão giả tóc bạc vốn đang bị khốn trận trong trận pháp tỏa long côn. Nhìn thấy cảnh này đột nhiên là ngửa mặt lên trời gào thét rung trời. Lò đan vốn là đã tắt đột nhiên, trận đồ xung quanh thân có khả năng triệu hoán 8 con hỏa long sáng lên phù văn, ngọn lửa bốc lên rừng rực thiêu đốt. 8 con hỏa long từ bên trong bỗng lao ra, bay thẳng tới chỗ lão giả tóc bạc. Ba người Hàn Lập kinh hãi, vội ra tay nhìn cản nhưng chậm một bước. Chỉ thấy 8 con hỏa long bay đến thẳng bụng lão giả, lóe lửa rồi chui vào trong. Toàn thân lão giả càng đỏ thẫm hơn, bên trong bị nứt ra đường vân, phảng phất như dòng dung nham chảy, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Khí tức trên thân lão giả tăng vọt lần nữa, trực tiếp cưỡng ép phá tan công cụ xiềng xích, đạt tới cấp độ kim tiên. Chỉ thấy hai tay lão thò ra, mãnh liệt giật đứt xiềng xích màu vàng quấn quanh thân. Hơn 10 cây côn tỏa lòng lập tức phụt phụt phụt, liền tiếp bị rút khỏi mặt đất, bị lão giả vùng mạnh ném về phía hai người Hàn Lập. Hai người nhìn nhau không dám đối chiến, vội bay vụt qua bên né tránh. Lão giả tóc bạc liền sải bước phóng thẳng tới người Lân Thập Thất, vùng một quyền nện xuống đầu gã ta. Một bước này nhanh không thể tả, dường như làm cho không gian giữa lão ta và Lân Thập Thất gập chồng lên nhau, khiến gã ta cơ bản không có cách tránh né, đành phải giơ cao hai tay xuất ra đại kỳ màu vàng đất ngăn cản. Đồng thời bên ngoài thân thoáng là hiện ra một cái quầng hào quang sương mù. Đại kỳ màu vàng hiện đương nhiên không phải phàm vật. Ở trên vách tấm bia đá có hình một con dị thú bá hạ. Hào quang xung quanh thân mãnh liệt, phảng phất muốn chui ra khỏi mặt cờ. Từ trong tản mát ra của cỗ khí tức thổ thuộc tính hùng hậu tới cực điểm. Đại kỳ mới trải ra, nắm đấm lão giả tóc bạc trùng trùng điệp điệp đánh tới mặt cờ, khiến hư không trong phạm vi hơn 10 trượng lân cận đột nhiên sụp đổ, bộc phát ra một cái vùng kim quang nhàn nhạt, rung động dữ dội. Nhưng khi nắm đấm chạm vào mặt cờ lại không có phát ra tiếng động. Mặt cờ nhìn như mềm mại vô lực, bị màn lực nện xuống thì không ngừng lay động, giống như một cái dãy núi uốn lượn nhấp nhô nhưng không có cách nào rách. Tuy nhiên, chỉ sau một lát, thân dị thú hạ bá hạ được vẽ trên mặt cờ xuất hiện vết sạn trải rộng rồi tách ra. Ngay sau đó lá cờ cùng rách tan tành. Lần Thập Thất ở phía dưới thừa cơ hội này tránh thoát, nhưng vẫn luôn bị uy lực quyền kinh còn lại ảnh hưởng. Bạch quang bảo hộ bên ngoài thần ầm ầm vỡ vụn, trong miệng máu tươi chảy ra như suối rơi xuống một bên. Lão giả tóc bạc bước liên tục, thân hình như tuấn di đuổi theo lại một quyền đập xuống đầu của gã ta. Hết thảy sự tình diễn ra quá nhanh, hai người Hàn Lập muốn cứu cơ bản không kịp.
Lân Thập Thất không ngừng kêu khổ, sớm biết vậy các cứ tiếp tục giả bờ chết thêm một lát nữa chứ chẳng vội tới lấy cái lọ luyện đan kia. Khá Tào bối rối, vội nghiêng nhanh người, hai tay nắm lấy hai cái tài lò đan màu vàng giơ lên cao chắn trước người. Trong quyền lão giả tóc bạc nện xuống, nhưng lúc chuẩn bị đập chuông lò đan, mắt chợt lóe kim quang, mắt hiện vẻ không nỡ gắng gượng dừng lại. Lần Thập Thất nhắm nghiền mắt, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, vốn cho rằng mình sẽ chết, lại không thấy một quyền kia giáng xuống. Các ta cẩn thận từng ly từng tí mở mắt, chỉ thấy toàn thân lão giả tóc bạc giữa phút này giữ nguyên tư thế nện quyền xuống không nhúc nhích. Bên trong các kẽ nứt thân lão ta lóe lốm đốm hào quang giò đỏ thấm, thoạt nhìn tựa như to tàn cho còn sót sau khi thiêu đốt trong đống lửa, nhưng ai cũng thể nhìn ra thân thể này đã không còn sự sống. Hà Lập đi lên trước nhìn Di Hài lão giả, lòng sinh ra cái cảm giác không khỏi mông lung. Không biết mục đích cuối cùng của lão giả tuột cùng là vì tình huyết nguyên anh cháy hết nên không còn lực nện xuống, hay là vì chấp niệm trong lòng không muốn hủy lò luyện đan. Nhưng đúng thời điểm ba người Hà Lập lòng mới thả lỏng, tại sâu trong mắt lão giả tóc bạc tới như không sống, đột nhiên lại xuất hiện kim quang không thấy được, giống như hồi quang phản chiếu, xuất hiện một tia sinh mệnh lực. Không tốt, Hà Lập tự hồ nhận ra cái gì không ổn, miệng kinh kêu. Nhưng chưa còn dứt lời thì dị biến phát sinh, chỉ thấy bờ môi lão giả hầu như cháy đen, thành than mấp máy mấy lần, cuối cùng khó khăn lắm mới phun ra một chữ đi. Vừa nói xong, từ kim quang cuối cùng trong mắt lão giả rất lão giả cũng tắt lịm. Cùng lúc đó, một lá tơ phù lục màu xanh từ trong tay áo bay ra, giống như là một cái vệt cầu vồng, trong chốc lát xuất hiện ở hư không ngoài mấy trăm trượng. Mặt ngoài lá phù lưu chuyển kim quang, sau đó vô số phù văn màu vàng nhỏ từ bên trong tuôn ra. Rõ ràng đây là một cái tấm phù lục được viết bằng kim triển văn. Sau một khắc, vạn tia sáng màu xanh chói mắt từ phù văn tỏa ra, hội tụ giữa không trung, hóa thành một biển ánh sáng màu xanh mà người ta không thể nhìn thẳng. Toàn bộ hư không phát ra một hồi tiếng nổ vang như sấm rền. Tiếp đó là phía trên sơn cốc, mây đen răng đầy, còn phía dưới là một mảng đen nhánh. Thiên địa trong chớp mắt chỉ còn lại một cái biển ánh sáng này. Nguyên khí trong vòng ngàn dặm từ tứ phương tám hướng, giống thủy triều cuồn cuộn lao vọt vào sơn cốc, hòa nhập vào trong biển sáng xanh, khiến cho mặt ngoài của nó chấn động cuồn cuộn như sóng biển. Ở trung tâm biển ánh sáng, từng tia hào quang màu xanh nhạt phóng ra, đàn quấn vào nhau, sau đó ngưng tụ thành bóng người mặc khôi giáp màu xanh, khuôn mặt nghiêm túc. Hết thảy nói ra dài dòng, nhưng từ lúc lá phù lục kia bay ra đến nay, còn chưa đến một hơi thở, bóng người màu xanh vừa xuất hiện thoáng cái, thoáng qua thi thể lão giả tóc bạc nằm trên đất, mắt lộ ra thần sắc giận dữ, một tay chém ra. Một luồng ánh sáng xanh theo bàn tay hiện ra rồi chia ra làm ba, hóa thành ba sợi tơ mảnh màu xanh với tốc độ khó tin bay về ba người Hàn Lập. Những nơi sợi tơ xanh đi qua, hư không mông lung thậm chí vặn vẹo, một màn quỷ dị xuất hiện. Từng điểm ánh sáng xanh chằng chịt từ tứ phương tám hướng hội tụ lại, thình lình đến từ chính các hoa cỏ cây cối ở trong sơn cốc, cũng chính như người trên núi nói. Chúng nó theo ánh sáng màu xanh từ trong bay xa, còn bản thể của những thực vật kia như mất đi sự sống, khô héo mà héo rũ xuống. Ánh sáng màu xanh này như châu đất xuống biển, bay đến quấn quanh ba sợi tơ xanh, trong khoảng khắc biến thành ba cái quang cầu màu xanh to cỡ một xích. Trên bề mặt chúng có vô số phủ văn xanh nhảy nhót, tà mát ra pháp tắc chấn động mãnh liệt, hủy thiên diệt địa. Những nơi quang cầu đi qua, hư không vặn vẹo, điên cuồng run rẩy, chấn động khác thường nổi lên, hiện ra liên tiếp từng khe hở mịt mờ như hơi nước màu trắng rồi nhập lại, từ trong truyền ra trận hấp lực kinh người, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Hà Lập dùng mình phi kiếm màu bạc trong tay, lập tức bắn cực nhanh như điện, mặt ngoài sáng rực kiếm quang, hóa thành một luồng kiếm quang màu bạc cực lớn ngăn cản quang cầu màu xanh. Vừa mới va chạm, một tiếng sòn vang lên, kiếm quang màu bạc vậy mà không chịu nổi một kích, dễ dàng bị chém thành hai đoạn, hiện ra bản thể hai đoạn phi kiếm gãy màu bạc bay về phía trước, linh khí hoàn toàn mất. Tốc độ quang cầu màu xanh không giảm trái lại còn tăng, nhắm mắt đuổi theo Hàn Lập hung hăng nện xuống. Hà Lập dù kinh hãi nhưng không loạn. Bên ngoài thân hiện ra một
màng mỏng hơi mờ. Hai tay vung, thủy quang màu đen chói mắt hiện ra. Trọng thủy chân luân xuất hiện, bỗng nhiên phóng to mấy chục lần, như một tấm thuẫn cực lớn che trước người hắn. Mặt ngoài hắc khí lượn lờ đồng dạng bày ra phù văn chẳng chịt dày đặc. Qua cầu màu xanh ầm ầm phóng tới đập trên trọng thủy chân luân. Một cái tiếng nổ ầm kinh thiên động địa truyền tới. Hắn đập cảm thấy một cái cỗ man lực mãnh liệt không có cách nào ngăn cản truyền tới. Thân thể đại chấn, toàn bộ cơ thể cùng cả trọng thủy chân luân bị đụng vào bắn ra ngoài, bay hơn nghìn trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Trọng thủy chân luân những năm này hàn lập không ngừng quán chú trọng thủy ở chứa thủy pháp tắc, không chỉ sức nặng không thua vài ngọn núi lớn, mà thủy pháp tắc cũng đã được hình thành ẩn trong đó, sớm đã không thua một cái kiện hậu thiên tiên khí có phẩm cấp không thấp. Quang cầu màu xanh tuy rằng đánh bay hàn lập, nhưng mà hắn bản thân cũng sụp đổ, hóa thành vô số tia sáng màu xanh tán loạn. Nhưng trong lòng hàn lập lại hiện vẻ hoảng sợ. Quang cầu màu xanh này uy lực thực quá lợi hại, vượt xa cao thủ chân tiên hậu kỳ mà hắn đã từng gặp. Ý niệm trong đầu chuyển động, lại nhìn thấy trọng thủy chân luân trước người, mặt ngoài nó hiện vết mờ mờ, linh tính bị tổn thương. Hàn lập không nỡ vội là rót tiên linh lực trong đó. Thủy đạo văn trên chân luân lập tức lập lòe từng dòng thủy văn màu đen, đèn trong chân luân lưu chuyển. Số vết hư tổn rất nhanh liền biến mất. Lúc này hắn mới nhẹ thở ra. Bên kia, Lân Cửu và Lân Thập Thất tuy rằng cũng bị đánh bay ngược ra ngoài, nhưng dù sao hai người có tu vị cao hơn Hàn Lập, mỗi người đều thi pháp thúc dục và bảo cũng miễn cưỡng ngăn một kích của quang cầu màu xanh nên cũng không bị tổn thương quá lớn. Lân Thập Thất lại tế ra một tấm thuẫn hình mai rùa trước người, mặt ngoài khắc một con yêu tú bá hạ trông rất sống động, lập lòe linh quang, thoạt nhìn cũng là bảo vật cực kỳ bất phàm. Chỉ lúc này trên tấm thuẫn bị đánh một cái vết rất sâu, khiến khóe mắt Lân Thập Thất run rẩy đầy vẻ tiếc nuối. Thanh phi kiếm màu vàng trong tay Lân Cửu đã không thấy, không biết hay không sống phi kiếm màu bạc của Hàn Lập bị thương nên thu hồi vào ngay. Hiện tại trước mặt gã lờ lửng một cái ma bàn màu vàng, không biết là pháp bảo gì, mặt ngoài ẩn hiện vô số kim văn li ti, làm người ta có các cảm giác trầm trọng như núi. Mặt gã nhìn trọng thủy chân luân trước người Hàn Lập lộ vẻ kinh dị, tiếp theo thần tình khôi phục như thường, điềm nhiên không có việc gì thu hồi ánh mắt lại. Tuy thần tình Lân Cửu biến hóa trong chớp mắt, Hàn Lập vẫn cảm nhận nhạy cảm bắt được trong lòng không khỏi cái động. Nhìn phản ứng của Lân Cửu chẳng lẽ trước kia gã từng thấy qua trọng thủy chân luân. Ý niệm trong lòng Hàn Lập nhanh chuyển động, sự phòng bị với Lân Cửu bất giác lại sâu hơn một tầng. Chương 249: Chọc phải tiên cung. Bóng người màu xanh chỉ cần giơ tay nhấc chân đã đẩy lùi ba người Hàn Lập về sau, nhưng cũng không có thừa cơ truy kích mà phi thân hạ xuống cạnh thi thể lão giả tóc trắng. Y phất tay, thả một màn hào quang màu xanh bao phủ thi thể lão, dường như định cứu chữa cho lão ta. Nhưng thần hồn lão giả tóc trắng mất hoàn toàn, không có chút nào, giờ dầu hết đèn tắt chỉ là cái xác không thể chết thêm lần nữa. Bóng người màu xanh đã biết rõ liền ngẩng đầu phía ba người Hàn Lập, mắt tràn đầy giận dữ. Bọn tặc tử vô thường minh các người thật sự to gan lớn mật, dám mưu tính ngồi trên đầu tiên cung, muốn chết tiên cung. Hàn Lập nghe vậy lòng cả kinh. Đáo Lân Cửu, đây là chuyện gì? Hắn nhìn Lân Cửu thấp giọng. Mặt Lân Thập Thất có chút khó coi nhìn Lân Cửu, mắt tràn đầy chất vấn. Hai vị đạo hữu chớ nên hiểu lầm, việc này tại hạ cũng không biết, cũng không có ý định lừa gạt. Nhiệm vụ ta tiếp nhận chỉ là diệt lão giả tóc trắng kia, kẻ tuyên bố nhiệm vụ cũng không nói rõ thân phận lão ta. Lân Cửu lộ vẻ sầu khổ nói. Hàn Lập quan sát biểu hiện Lân Cửu, thấy cũng không phải giả dối, thu hồi ánh mắt, ý niệm trong lòng chuyển động. Bây giờ đối đầu với kẻ địch mạnh cũng không thể tự loạn trận cước. Lúc này hai bóng người màu xanh bấm niệm thần chú, thanh quang bên ngoài thân sáng rực, hiện ra từng đường vân màu xanh. Chỉ thấy ba quả cầu ánh sáng xanh lúc trước đã vỡ nát bỗng nhiên biến thành từng điểm thanh quang. Hoa cỏ cây cối trong sơn cốc hiện ra thanh quang, ào ào tuôn tới chui vào trong đường vân màu xanh.
Quá trình đó khiến cho bóng người bỗng nhiên phồng to lên, chớp mắt hóa thành một cái thanh giáp nhân khổng lồ cao trăm trượng. Ba người Hàn Lập không hẹn cùng thả thần thức, lần nữa quét về phía thanh giáp cự nhân, vội vàng hít một hơi. Lúc này, thân thể tên khổng lồ tỏa ra khí tức kinh người, chẳng kém hơn so với lão giả sau khi dùng nhiên anh huyết đan lúc trước, mà còn cao hơn mấy phần, làm lòng đáy lòng ba người vắt lạnh. Nhân linh phản nguyên, không tốt, người này là hóa thân kim tiên, chư vị cẩn thận. Lần cửu bỗng hét lớn, lòng Hàn Lập dù đã có vài phần suy đoán, ngay thế cũng không khỏi rùng mình. Hắn tấn nhập trước lòng đạo nhiều năm, kiến thức hơn hẳn trước đây, không phải hoàn toàn không biết gì về cảnh giới kim tiên. Nhân linh phản nguyên là một loại đặc thù rõ rệt nhất. Kim tiên thao túng tiên linh lực hơn xa chân tiên. Trong chiến đấu họ có thể cách không triệu hồi linh lực xung quanh, làm giảm lượng tiên linh bị tiêu hao, là chỗ khiến khác biệt kim tiên. Xem thủ đoạn của kẻ trước mắt vừa rồi thi triển, hiển nhiên y là một gã kim tiên nắm giữ pháp tắc mộc thuộc tính nào đó, có thể mượn thuộc tính mộc xung quanh phát động công kích. Nếu để cho y điều động tiên linh lực tiêu hao tuần hoàn như vậy có phiền toái lớn. Lúc ý niệm trong đầu ba người chuyển động, thân hình thanh giáp cự nhân bay ra, thân hình khổng lồ có tốc độ nhanh chóng tuyệt luân, lóe thanh quang rồi như kiểu thuẫn di xuất hiện trước mặt ba người Hàn Lập. Nắm đấm to bằng gian phòng sáng rực thanh quang, một quyền đập xuống lần cửu. Trên không trung nghe tiếng sét đánh, một cỗ chấn động vô hình bùng lên như một cái cơn lốc, là một cái cỗ chấn động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt tràn ra. Lần cửu cũng không có phi thần tránh né, hai người trước nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ma bàn màu vàng trước người gã tỏa sáng hào quang, nháy mắt lớn như quả núi nhỏ, đồng thời xoay tròn rất nhanh nghênh đón nắm đấm của tên khổng lồ. Hào quang hai màu xanh vàng va chạm với nhau lập tức nổ tung, một tiếng nổ kinh thiên động địa. Ma bàn màu vàng bị một cái quyền đánh bay, thân thể lân cửu đại chấn, cả người như bao tải rách bay ra ngoài. Nhưng mà ma bàn màu vàng này cũng không phải bảo vật tầm thường, lực phản chấn cũng làm thân thể thanh giáp cự nhân rung lên, bị đẩy lùi hai bước. Thanh quang mặt ngoài nắm đấm bị đánh tan đi một chút, nhưng theo đường vân màu xanh sáng ngời trên cánh tay y, thanh quang tản ra lại hội tụ về. Không chờ tên kia hoàn toàn khôi phục, hai bên trái phải tên khổng lồ hòa lên bóng người, thân ảnh Hàn Lập và Lần Thập Thất hiện ra. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, trọng thủy chân luân đen trong tay sáng rực thủy quang lại phóng lớn lên, to như sàn phòng xoay tròn cực nhanh, tỏa ra chấn động trọng lực vô cùng cường đại. Hắn bấm niệm pháp quyết, trọng thủy chân luân hóa thành một cái vệt cầu vồng màu đen đánh xuống thanh giáp cự nhân. Bên kia, Lân Thập Thất cũng lặng lẽ bấm niệm pháp quyết, xuất xà đại ấn, toàn thân đều có màu vàng đất. Trên đỉnh ấn nằm con rồng vàng giống ngọc tỷ hoàng đế dưới trần gian, còn có hào quang màu vàng vô cùng chói mắt bao quanh. Miệng Lân Thập Thất nói lẩm bẩm cực nhanh, tay vỗ nhẹ một cái trên không. Đại ấn màu vàng tỏa ra hào quang, lóe lên rồi phóng to gấp trăm lần. Trong hào quang sáng chói xung quanh ẩn hiện hư ảnh một con rồng lớn màu vàng, đại ấn bay lên đập xuống thanh giáp cự nhân. Ba người trải qua chiến đấu lúc trước phối hợp đã ăn ý hơn. Tình hình thanh giáp cự nhân chưa ổn định nhưng không hề hoảng hốt, hai cánh tay khẽ đào, song trường chộp tới trọng thủy chân luân và đại ấn màu vàng. Thanh quang trên hai bàn tay tỏa sáng, một số phù văn màu xanh tuôn ra, biến thành tầng tầng lớp lớp gợn sóng màu xanh, khi đạt hơn 10 tầng thì va với đại ấn màu vàng và trọng thủy chân luân. Liên tiếp mấy tiếng két 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 sòn vang, đại ấn màu vàng liên tục va tàn, từng tầng gợn sóng xanh, chỉ là không biết gợn sóng xanh này là loại thần thông gì cực kỳ kiên cố. Mỗi lần phá xong một tầng, tốc độ rơi của đại ấn lại chậm vài phần. Rốt cuộc, phá tới tầng gợn sóng thứ 8, đại ấn màu vàng đã tiêu hao hết uy năng, dừng lại lập tức bị một bàn tay khổng lồ màu xanh gào theo chộp tới một cái nằm gọn trong lòng bàn tay. Lân Thập Thất biến sắc. Cùng lúc đó, bên kia, Hàn Lập thao túng trọng thì chân luân cũng va chạm với gợn sóng màu xanh. Liên tiếp vang âm thanh như xé vải, hơn 10 tầng gợn sóng xanh vô cùng kiên cố đối diện với trọng thủy chân luân lại giống như tờ giấy dễ dàng bị xé rách. Tốc độ chân luân không giảm chút nào, gào thét chém xuống. Thanh giáp cự nhân vô cùng kinh ngạc,
cơ trưởng vừa chuyển liền biến thành quyền, bề mặt lóe ra đường vân màu xanh. Cơn sóng màu xanh tan vỡ bay vụt về như cá vòi hút nước, khiến nắm đấm màu xanh trong nháy mắt trở nên ngưng thực thêm vài phần. Tiếp đó đánh mạnh ra một quyền, Hàn Lập hét lớn một tiếng, mặt đột nhiên trở nên đỏ như máu, tay bấm pháp quyết, bấm niệm. Thủy đạo văn trên trọng thủy chân luân bỗng sáng ngời, vận chuyển tới cực hạn lóe thủy quang, một hàng thủy nhận sáng như tuyết nhô ra khắp rìa chân luân, xoay tròn rất nhanh phát ra âm thanh sắc bén đáng sợ, chém vào nắm đấm khổng lồ màu xanh. Một tiếng vang rất lớn. Nắm đấm của ánh sáng xanh này vì chưa hoàn toàn khôi phục nên lúc này bị chém thành hai nửa. Trọng thủy chân luân xoay rất nhanh cắt dọc theo cánh tay thành vệt lớn. Theo thế này tựa như là chém thanh giáp cự nhân thành hai khúc. Thanh giáp cự nhân biến sắc dường như không dự liệu được uy lực trọng thủy chân luân đạt đến mức độ này, hát to miệng. Một sợi mảnh màu xanh chói mắt bắn ra, sáng lạng không gì được nhìn thẳng được, tản ra chấn động pháp tắc mãnh liệt nhanh, vô thành vô tức quấn quanh trọng thủy chân luân. Trọng thủy chân luân nhất thời dừng lại, thủy nhận sắc bén bị sợi tơ xanh chạm vào thì vỡ vụn. Thanh giáp sơ cự nhân cơ hội này trần cái động tân hình viết lại đã bay ngược phía sau. Lúc này pháp quyết trong tay Hàn Lập chợt đổi, mặt ngoài trọng thủy chân luân hiện ra từng vòng phù văn đen đàn xen với sợi xanh quanh quẩn rồi cùng tán loạn biến mất. Tiếp đó chân luân nhanh như chớp bám ra tên kia, một hồi tiếng kim loại vàng va chạm, chân luân tại chỗ người khổng lồ thoát đi, vừa gắn gượng bị chém đứt một cánh tay từ bả vai rồi nhanh chóng tiếp tục điên cuồng lượn lờ cắt vụn thành từng mảnh, hóa thành một vòng lại một vòng hào quang xanh bao bọc. Thanh giáp cự nhân đứng phía xa liếc nhìn chỗ cụt tay nhíu mày, kể ra cũng có chút thực lực, lúc trước lại xem nhẹ các người. Người khổng lồ nhìn sâu Hàn Lập một cái, mắt dù quần cuộn lửa giận nhưng tỉnh táo hơn nhiều. Chỗ cụt tay của y hiện ra hào quang xanh, cánh tay bị Hàn Lập chém nát thành thanh quang lập tức hóa thành dòng nước xanh bay đi rồi ào ào chui chỗ cụt. Sau khi hào quang xanh quấn quanh chớp động một hồi, cánh tay cụt lại dài ra chỉ thấy đường vân màu xanh trên đó đỏ thẫm hơn vài phần so với trước. Hàn Lập thấy cảnh này vất tay triệu hồi trọng thủy chân luân, mặt trắng bệch tỏ ra vô cùng thao tổn nguyên khí rất lớn. Hắn lật tay lấy ra một cái khối tiền nguyên thạch bổ sung tiền linh lực. Thôi động trọng thủy chân luân dù là hao tổn rất nhiều tiên linh lực nhưng cũng không đến mức như thế. Chẳng qua trước mặt hai người Lân Cửu, hắn cũng không muốn biểu hiện vẻ nhẹ nhàng. Lân Cửu thấy biểu hiện Hàn Lập lòng mới buông lỏng xuống. Cái viên luân màu đen này uy lực cực mạnh, thực sự làm gã có chút kinh hãi. Nhưng thấy bộ dạng Hàn Lập như vậy hiển nhiên thúc giục nó hao tổn rất nhiều nguyên khí, điều đó ngược lại khiến cho gã yên tâm vài phần. Lân Thập Thất không có chú ý tình hình Hàn Lập, tay liên tục bấm niệm thần chú muốn triệu hồi đại ấn màu vàng đang bị thủ trưởng của thanh giáp cự nhân nắm chặt. Nhưng mặc cho đại ấn màu vàng sáng rực hào quang dễ dụa thế nào thì thủy chung cũng không cách thoát khỏi. Không biết các cả là vị tiền bối kim tiên nào của Bắc Hàn Tiên Cung, bọn ta hôm nay chỉ đến đây vì chấp hành nhiệm vụ, cũng không có ý đối nghịch với Bắc Hàn Tiên Cung, trong này chẳng lẽ có hiểu lầm. Lân Cửu nhìn thanh giáp cự nhân lấy lại bình tĩnh. Mới rồi liên tiếp giao thủ, gã nhìn ra đối phương dù là hóa thân kim tiên nhưng cũng không có thực lực kim tiên chân chính, cùng lắm là chân tiên đỉnh phong, bằng không ba người họ nào có còn đường sống. Thanh giáp cự nhân không chút ý tứ trả lời, há miệng phun ra một màn vòng thanh quang, trong đó vô số phù văn màu xanh nhảy nhót nhập vào trong đại ấn màu vàng. Đại ấn vàng sáng rực hào quang, nhắm mắt bị một cái tầng quang mang nhàn nhạt bao trùm, từng vòng hào quang xanh tỏa ra sáng hơn trước mấy lần. Lần Thập Thất biến sắc, ấn ký trong đại ấn thoáng chút bị xóa đi, liên hệ với tâm thần của gã nháy mắt biến mất. Món bảo vật này không ngờ hoàn toàn đã không còn là của gã. Người Lần Thập Thất là giận dữ thân hình phi tới. Pháp bảo đại ấn là một cái kiện trọng bảo sát bên người gã, gần như pháp bảo bản mệnh, lúc này bỗng bị cướp đoạt, giống như là bị chém đứt một tay gã. Lần Cửu muốn quát bảo ngừng đã không kịp. Lần Thập Thất đành phất tay bắn ra năm viên châu màu vàng tỏa hào quang, chúng hóa thành năm ngọn núi vàng đất lớn chừng trăm trượng.
năm ngọn núi quay tít một vòng, hòa làm một thể hóa thành một ngọn núi lớn nghìn trượng, toát ra vạn tia hào quang màu vàng. Trên sườn núi hiện ra chằng chịt phù văn. Ầm ầm, một cỗ chấn động pháp tắc vô cùng trầm trọng từ ngọn núi lan ra, mọi vật trong vòng ngàn dặm bên trong đột nhiên nặng nề gấp trăm lần. Pháp tắc trọng lực, thân thể Hàn Lập cũng trầm xuống, nhưng điểm ấy trọng lực tất nhiên không đáng kể. Thanh quang trên người hắn lưu chuyển một hồi, lập tức hồi phục. Ngọn núi cao nghìn trượng tỏa ra hào quang, càng muốn rực rỡ, mạnh mẽ đạp đất xuống thanh quang cự nhân. Một cỗ khí tức kinh khủng, hủy diệt, cuồn cuộn tuôn ra. Hàn Lập và Lân Cửu nhìn nhau cũng là đồng thời phóng tới. Hai người phân ra trái phải kẹp thành giáp cự nhân vào giữa. Trọng thủy chân luân và ma bàn màu vàng tỏa sáng hào quang. Từ hai bên trái phải đánh về phía thành giáp cự nhân. Nếu đối phương đã không khoan nhượng, vẻ ta chỉ có thể liều mạng. Chương 250: Thần hãm tuyệt cảnh. Đối mặt với công kích ba người Hàn Lập, mặt thanh giáp nhân không hề thay đổi. Y tụng đọc chú ngữ, cánh tay mãnh liệt vùng, đại ấn màu xanh rời khỏi tay, lóe lên lớn hơn gấp bội, nghênh đón ngọn núi ngàn trượng đang ầm ầm rơi xuống. Một tiếng ầm vang rất lớn, trên bầu trời thanh quang đại ấn mãnh liệt rung động, thoáng trầm xuống, sau đó liền ngừng lại. Chống đỡ ngọn núi ngàn trượng đang rơi xuống, cùng lúc đó, hai bàn tay thanh giáp nhân đàn chéo trước ngực kết thành tủ ấn kỳ dị. Thân thể bỗng nhiên phát ra ánh sáng màu xanh ngút trời, bên trong vô số phù văn màu xanh cuồn cuộn, rồi ào một cái khuếch tán xung quanh, nháy mắt tạo thành một cái mảng hải. Quang hải màu xanh lớn ngàn trượng bảo vệ bản thân cực kỳ chặt chẽ trong đó. Hai tiếng vù vù, trọng thì chân luân và ma bàn màu vàng, một trái một phải ầm ầm lao tới, chém vào quang hải màu xanh. Quang hải màu xanh cuồn cuộn dâng đến mãnh liệt, ánh sáng màu xanh lập lòe, lấy thành giáp nhân làm trung tâm hiện hiện. Những cái gợn sóng màu xanh tỏa ra tứ phương tám hướng, rồi xao xao tạo thành tầng tầng lớp lớp, lên tới trăm tầng. Trọng thủy chân luân quay tít, chém lên gợn sóng màu xanh, tiếng xèo xèo vang liên miên, chớp mắt phá vỡ, nằm 60 tầng, bất chợt dừng lại không thể tiếp thêm được. Bên kia, thế xông tới của ma bàn màu vàng so với trọng thủy chân luân còn mạnh hơn, liên tiếp phá vỡ 70 tầng gợn sóng màu xanh, nhưng cũng là dừng lại còn cách thanh giáp cự nhân đến 200-300 trượng nữa. Nhưng đúng lúc này gợn sóng màu xanh lấy ra hai kiện bảo vật chân luân và ma bàn làm trung tâm, từ tứ phía nhào nhào đổ về, từng vòng tuôn ra cuộn lại tạo thành hai vòng xoáy to lớn trong quang hải. Theo tầng tầng lớp lớp những gợn sóng xanh quay quanh, chỉ nháy mắt, hai kiện bảo vật đã bị hai cái quang cầu màu xanh rất lớn bao bọc không thể di chuyển. Hết thảy mọi việc phát sinh nhanh như tốc độ ánh sáng. Lúc hai người Hàn Lập phát hiện không ổn đã không kịp thu hồi, nhưng theo bản năng vẫn mãnh liệt thúc giục pháp quyết. Trọng thủy chân luân và ma bàn màu vàng đều tỏa hào quang rực rỡ, từng đạo thủy quang màu đen và kim quang chói mắt oanh kích ra xung quanh muốn giấy rủa thoát ra. Những quang cầu màu xanh vô cùng chắc chắn, dù không có dịch chuyển gì, nhưng theo gợn sóng màu xanh xung quanh tiếp tục vọt tới, rõ ràng không có dấu hiệu nào sẽ bị nghiền nát. Giờ phút này, thành giáp cự nhân không để tới hai người Hàn Lập nữa, một thanh nhấc lên bổ ra một trường vào đỉnh ngọn núi ngàn trượng. Năm tia sáng màu xanh từ đầu ngón tay y bắn ra, đàn với nhau hóa thành một tia thanh quang như kiếm khí vô cùng nhỏ, tỏa ra chấn động pháp tắc vô cùng mãnh liệt. Vô số quang đỉa màu xanh hiện ra khắp bốn phía hư không, ào ào chui ra bên trong đạo kiếm khí màu xanh kia. Lập tức kiếm khí lóe lên rồi chém lên đỉnh ngọn núi ngàn trượng. Ngọn núi ngàn trượng như đậu hũ, dễ dàng bị chém làm đôi, lộ ra gương mặt kinh ngạc của Lân Thập Thất đằng sau. Tốc độ phi kiếm màu xanh vẫn không đổi, tiếp tục mạnh mẽ chém xuống, sắp chém gã ta thành hai nửa. Lân Thập Thất trong tình thế cấp bách, chân đạp mạnh vào hư không, toàn bộ thân thể sáng rực hào quang màu vàng, hóa thành một vòng hầu hào quang màu vàng chói mắt nhanh bắn ngược lại,
Mấy vòng bảo hộ hiện ra tầng tầng lớp lớp trong vòng, hào quang màu vàng bao phủ quanh thân gã. Nhưng màn hào quang hộ thể này mới hình thành, kiếm khí màu xanh đã rơi tới, xoay tròn một cái chui vào trong đó. Mấy tầng màn sáng hộ thể chập lại nhìn như không tầm thường, nhưng gặp kiếm khí màu xanh đã nhanh chóng tàn rã, toán loạn. Theo đó vào một cái tiếng kêu thảm thiết thê lương, một cánh tay xen lẫn, một mảng mưa máu rơi xuống. Lân Thập Thất một hơi tế ra nhiều bảo vật phù lục như vậy, gắng gượng nắm mới thoát khỏi kết cục bị một kiếm chém chết, nhưng mất một cánh tay trái từ bả vai, hết tức trên thân so với trước thoáng cái xíu phần nửa. Sau một khắc, tay kia của gã mãnh liệt thúc dục pháp quyết, máu tươi tuôn ra từ chỗ cụt tay đột nhiên bốc cháy, toàn người gã nháy mắt hóa thành một khối máu rực lửa, bắn cực nhanh ra xa, tốc độ so với trước nhanh gấp bội. Hàn Lập và Lân Cửu thấy cảnh này lập tức biến sắc. Lân Cửu cắn mạnh đầu lưỡi phun ngụm máu, mười ngón tay chỉ vào tinh huyết nhanh chóng bắt quyết liên tiếp, nháy mắt tinh huyết hóa thành một màn sương máu lóe lên rồi biến mất không thấy. Ngay sau đó, ma bàn màu vàng ở quanh ăn quang cầu màu xanh càng kia tỏa ra hào quang màu vàng hồng, giống như một vầng mặt trời hai màu. Mặt ngoài hiện ra ngọn lửa hai màu vàng hồng thiêu đốt là quả, xuyên tới từng tầng gợn sóng xanh xung quanh lóe về trong tay Lân Cửu. Thân thể Lân Cửu thoáng một cái hóa thành vệt cầu vồng màu vàng, phi độn một hướng khác, hướng Lân Thập Thất. Hầu như ngay lúc Lân Cửu thi thuật thì đại thủy đạo văn bên bề mặt trọng thủy chân luân cũng tỏa sáng hào quang. Ngay dưới luân hiện ra từng cái thủy nhận mạnh mẽ xoay tròn, chém toạc ra gợn sóng xanh, rồi bay vụt về tay Hàn Lập. Tia sáng trắng lóe lên, hắn hóa thành một cái luồng lồi điện màu bạc sáng chói, bay về hướng một chỗ khác, so với Lân Cửu không chậm hơn chút nào. Ba người thấy tình hình không ổn liền là sinh ra thoái ý, quyết định cực nhanh bỏ chạy theo ba hướng khác nhau. Hàn Lập như bên trong lồi điện màu bạc, ý niệm trong đầu nhanh cân nhắc. Thanh giác cự nhân không hổ là hóa thân kim tiên, dù hiện tại tu vị không phải kim tiên, nhưng thủ đoạn này vô cùng quỷ dị. Chỉ cần là một sợi pháp tắc mà ngưng tụ thành kiếm khí màu xanh đã khiến hắn không thể nắm chắc chống đỡ. Lúc này muốn chạy trốn đã muộn. Thanh giáp cự nhân thấy ba người chia nhau đào tẩu cũng không lo lắng, cười lạnh một tiếng, lập tức nâng tay mắt lóe thanh quang. Ông ông, quang hải màu xanh quanh người y run lên đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số tia sáng xanh bắn ra tứ phương tám hướng lóe lên rồi chui vào hư không. Rầm rầm rầm, hư không trong vòng ngàn dặm đột nhiên bị kịch liệt nổi đến gợn sóng, vô số hào quang màu xanh hiện ra. Ánh hào quang màu xanh rực rỡ đến chói mắt, chúng kết nối với nhau, rồi trong nháy mắt hình thành một cái thứ như lĩnh vực màu xanh cực lớn, phạm vi ngàn dặm, bao phủ ba người Hàn Lập vào bên trong. Hàn Lập cảm thấy thân thể bị siết chặt, hư không xung quanh đột nhiên nặng nề gấp bội, độ tốc chậm lại không biết bao lần. Bên kia tình huống Lân Cửu và Lân Thập Thất không cũng giống thế, lỏng trầm xuống. Hàn Lập khẽ quát một tiếng, trọng thủy chân luân bay đến đỉnh đầu, xoay tròn cực nhanh lần nữa, một cái rìa luân hiện ra từng lưỡi thủy nhận lìa mạnh tứ phía, ầm ầm, hư không màu xanh bốn phía cuồn cuộn mãnh liệt, rồi ánh sáng xanh chợt hiện lập tức khôi phục như trước. Mặt Hàn Lập trầm xuống, không đợi làm gì tiếp theo, quanh người đã đột nhiên hiện ra vô số phù văn xanh vây quanh thân thể nhanh chuyển động. Hắn thấy mắt hoa lên, thất thể tại chỗ biến mất vô tung, song khắc đã xuất hiện ngay trước người thành giáp cự nhận chưa đầy 200-300 trượng. Hầu như cùng lúc cách đó không xa, ánh sáng xanh chớp liên tục, thân ảnh Lân Cửu cùng Lân Thập Thất hiện ra. Đây là, chẳng lẽ linh vực? Cánh tay trái Lân Thập Thất lúc này khôi phục lại, nhưng nguyên khí bị hao tổn nhiều, mặt hiện vẻ sợ hãi nói. Thân sắc Lân Cửu tỉnh táo hơn, mắt quét tứ phía không nói tiếng nào. Chắc không phải linh vực hoàn chỉnh, tựa hồ đây là linh vực chất thủ đoạn hỗn hợp nào đó. Mặt Hàn Lập âm tình bất định chốc lát rồi nói. Không gian màu xanh xung quanh giống linh vực, khiến cho bọn hắn hoàn toàn bị cách đi với ngoại giới, các bạn không thể sử dụng bất cứ thiên địa nguyên khí của ngoại giới, do đó thực lực bọn hắn chỉ có thể phát huy không đến 5 thành. Coi như các người có chút kiến thức, kỳ thật nếu như ngay từ đó các người quay người bỏ chạy thì với hóa thân này thật đúng là chưa chắc lưu lại được, nhưng giờ đành phải lưu lại đây cho ta, đền mạng đi. Thành giáp cự nhiên cười lạnh một tiếng, dứt lời hư không phụ cận chấn động, từng quả lôi cầu một xanh lớn cỡ gian phòng hiện ra chằng chịt gấp không biết bao lần. Tiếp theo đó là gió táp mưa xào nện xuống ba người Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy sờ tay,
ma bàn màu vàng lóe chắn trước người, đồng thời cơ thể vàng tiếng ông ông, quanh người lật lòe kim quang. Từng luồng kiếm ảnh màu vàng hiện ra, dày đặc vô kể, vây quanh chỗ thân thể gã ta, hình thành một cái mảnh kiếm hải màu vàng. Gần nửa bầu trời bị kiếm khí lạnh lẽo bao phủ, với khí thế phô thiên cái địa, nghênh đón lôi cầu màu xanh rơi xuống. Gần như cùng một thời gian, Hàn Lập mãnh liệt bấm niệm pháp quyết, trọng thủy chân luân sáng rực ác quang, phóng to gấp mấy lần ngăn cản trước người. Thủy quang màu đen chói mắt xì ra, hình thành một mảnh thủy vân màu đen cực lớn, dày 70-80 trượng. Thủy đạo văn trên chân luân sáng rực ánh sáng màu lam ngút trời, từng vòng thủy lôi màu lam to lớn từ trong thủy vân màu đen bay ra, phát ra tiếng sấm ầm ầm ầm, đánh phía lôi cầu màu xanh đang rơi xuống chỗ xung quanh. Bên kia Lân Tập Thất chẳng biết lúc nào đã tế ra một cái hồ lô màu vàng lơ lửng trên đỉnh đầu. Từ trong miệng gát truyền ra chú ngữ tối nghĩa, mặt ngoài hồ lô hiện ra một cái tầng phủ vằn óng ánh, hình thể bỗng nhìn nhanh phóng lớn như sàn phòng. Bên trong tiếng ầm ầm vang lớn, hồ lô màu vàng chảy ra mấy ngàn hạt cát màu vàng kim óng ánh, tỏa sáng kỳ lạ, cực kỳ lạ. Những hạt cát óng ánh này xuất hiện, chỉ thấy hóa thành trăm ngàn giống như nhanh chóng khuếch tán ở không trung, tạo thành biển cát màu vàng kim óng ánh ngăn cản trước người khá ta. Ầm ầm ầm, vô số lôi cầu màu xanh đánh đến tầng phòng ngự do ba người Hàn Lập thi triển, ào ào nó lộ tung hóa thành từng mảng lôi quang xanh chói mắt như đại dương lôi hải mênh mông cuốn phía ba người. Tất cả mảnh hào quang đan xen cùng một chỗ, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa khiến cho hư không chấn động mãnh liệt. Ba người Hàn Lập thấy cảnh này lòng đều rùng mình. Lôi cầu màu xanh đoạn ẩn chưa mộc thuộc tính uy lực có hạn, nhưng sau khi một quả lôi cầu nổ tung trong không trung lại lập lòe điểm sáng xanh, lập tức lại hiện ra một quả lôi cầu mới gần như là vô tận. Trọng thủy chân luân phát ra thủy lôi màu lam rất nhanh bị vô số lôi cầu màu xanh đánh tan. Từng quả lôi cầu màu xanh không ngừng đánh đến thủy vân màu đen, còn lôi quang màu xanh cả quét khắp nơi. Thủy vân màu đen rung rẩy kịch liệt, từng mảng bị đánh bay khiến cho thủy vân vốn là 70-80 trượng nhanh trở nên mỏng manh. 50 trượng, 40, 30, 20. Nháy mắt thủy vân vốn dày chỉ còn vài chục trượng. Tình hình Lân Tập Thất bên kia giống như vậy, biển cát màu vàng trên đỉnh đầu chỉ còn lại một lớp mỏng. Hắn bấm niệm pháp quyết, lòng bàn tay vươn ra hai cái cột sáng vàng lớn, tiên linh lực trong cơ thể điên cuồng rót vào bên trong biển cát trên đỉnh đầu, kiệt lực ngăn cản. Trong bảo trong người gã lần lượt bị tổn thất hết, giờ phút này đã không còn bảo vật gì để có thể xuất ra, chỉ còn lại lớp cát óng ánh này. Nếu cát mà cũng bị hủy, gã chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Trong ba người, thoạt nhìn thì tình huống Lân Cửu đỡ nhất. Kiếm hải màu vàng quanh người gã ông vận chuyển, hào quang tuy hơi mờ một chút nhưng từng tia kiếm khí màu vàng vẫn là không ngừng bắn ra, quấy vỡ những lôi cầu màu xanh đang rơi xuống. Chương 251 kéo dài. Tại thời điểm ba người Hàn Lập gắng sức chống đỡ, lôi cầu đầy trời rốt cuộc tàn mất. Ba người Hàn Lập đáng lý vui mừng nhưng mà nhìn nhau một cái đều từ mắt đối phương nhìn một tia kinh ngạc. Bởi từ khi lôi cầu màu xanh xuất hiện đầy trời, thân hình thành giáp cự nhân liền biến mất không thấy. Nếu không gian linh vực màu xanh đang tồn tại, hiển nhiên sự tình không đơn giản như vậy. Đúng như ba người sở liệu, không chờ bọn hắn buông lỏng một hơi, dị biến đã phát sinh. Không trung đột nhiên hiện ra từng vòng xoáy thanh quang, từng nhánh cây màu xanh từ trong vòng xoáy bay ra, rơi ầm ầm xuống dưới, chừng hàng trăm hàng cây ngàn cây. Đi nói nàng, nhánh cây, nhưng mỗi cành lại dài hơn 10 trượng, có thể so với một cây đại thụ. Tiếng vàng chói tai u u, vạch phá phía chân trời, giống như mưa to hùng hán đánh tới ba người. Tiếng nổ vàng đại tác, ba người Hàn Lập tranh thủ thời gian ngắn ngủi điều chỉnh vị trí, giờ phút này hình thành tế chân vạc phân biệt đứng vững một bên. Đám mây trên đỉnh đầu Hàn Lập vốn đã mỏng, dưới tác động của một vài nhánh cây đập xuống càng làm rung động lắc lư kịch liệt. Từng mảng vân khí bị đánh bay nhưng cũng cản được gần 1/3 số nhánh cây màu xanh. Kiếm trận quanh người Lân Cửu vận chuyển,
kiếm khí lăng lệ ác liệt vô cùng chạm nát bấy những nhánh cây xanh đang nện xuống. Cho ba người thoạt nhìn ổn nhất là Lần Thập Thất, lúc trước gã bị thương dẫn đến nguyên khí bị hao tổn. Không ổn nhất lúc này xét sự cùng công kích của nhánh cây xanh đầy trời làm màn cắt vàng trên đỉnh đầu gác cuồn cuộn nhấp nhô, cắt vàng bắn tung tóe, mơ hồ nổi lên một vài vết rạn. Nhánh cây xanh tấn công liên tục không ngừng ẩn chứa man lực cách đã không đánh đến ba người Hà Lập, làm lòng ba người khổ không thể tả. Nhưng may hiện tại ba người phân biệt chịu trách nhiệm một bên cũng là miễn cưỡng chống đỡ. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp, sớm biết như vậy không nên tham thủ lao mà tiếp nhận nhiệm vụ này. Hôm nay trêu chọc tiên cung, mạng nhỏ khó mà giữ. Lần Thập Thất mặt đầy đau khổ nói. Xem ra chúng ta hẳn là bị người ta tính kế. Người này không tiếc hào phí món tiền khổng lồ, trăm phương ngàn kế đưa chúng ta đến nơi này phá hủy chuyện tốt của trưởng lão tiên cung. Hẳn là cố ý khơi mào mâu thuẫn giữa Vô Thường Minh cùng tiên cung. Lân Cửu mặt khó coi nói. Hai vị đạo hữu, cái này chờ chúng ta giữ được mạng rồi tìm hiểu sau. Tình hình hiện tại cơ hồ có chút không đúng. Hàn Lập đột nhiên mở miệng. Chuyện gì xảy ra? Không tốt. Lân Cửu khẽ giật mình, mắt quét mọi nơi đồng dạng cả kinh. Chỉ thấy những cây xanh sau khi bị bọn hắn đánh tan biến thành quang điểm màu xanh rào rào chui xuống đất, làm bùn đất lật qua lật lại tiếp tục là từng cây xanh bà xanh biếc ào ào mọc từ dưới đất lên. Theo quang điểm kia tiếp tục tràn vào, cây giống như bắt đầu sinh trưởng điên cuồng mắt thường có thể thấy. Trước sau bất quá mấy hơi thở, cây giống liền biến thành từng cây đại thụ cao hơn 10 trượng mà vẫn tiếp tục sinh trưởng cao hơn. Trước mắt ba người Hàn Lập bị bao phủ trong rừng cây xanh tùm, cái thức mộc thuộc tính nồng đậm đến dị thường. Tình hình quỷ dị như vậy làm nội tâm Hàn Lập thấy không ổn. Tiếp tục ở đây chỉ sợ chúng ta đều không thể sống sót rời khỏi. Đạo hữu Lần Cửu, nơi đây mấy người tu bị người cao nhất có biện pháp gì không? Lần Thập Thất cực kỳ thấp thỏm lòng nói. Tuy chỉ là hóa thân kim tiên nhưng thủ đoạn lại quỷ dị vô cùng. Dù là ta hôm nay cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, muốn thoát thân khó như lên trời. Chuyện cho tới lúc này ngược lại, có lẽ phương pháp kia có thể có một đường sinh cơ. Lân Cửu lắc đầu tiếp nói. Ngược lại đường mà đi. Lân Thập Thất nghe vậy nhãn tình sáng. Hà Lập nghe vậy không biết sắc nhưng nội tâm khẽ động. Chính như Lân Cửu nói, ba người hôm nay thân ở trong lĩnh vực màu xanh ẩn chứa pháp tác lực, thực lực vốn suy giảm, đối mặt với công kích vô cùng vô tận, thoát thân là càng không dễ. Dù có tế ra chân ngôn bảo luân và thanh trúc phong vân kiếm, dù có thể cản nhất thời cũng không thể nắm chắc bình yên chạy thoát. Hơn nữa hai kiện bảo vật này sẽ dẫn đến quá nhiều hệ lụy, không đến lúc sinh mệnh nguy hiểm hắn tuyệt không sử dụng. Lân Cửu là tu sĩ chân tiên cảnh hậu kỳ, tuy hiện tại giống như là hắn bị khống chế, nhưng thần sắc chấn định hiển nhiên còn ẩn giấu thủ đoạn. Trong lúc hắn đang cân nhắc, Lân Cửu há miệng phun ra liên tiếp ba kiện đồ vật màu sắc khác nhau, đón gió tăng vọt biến thành ba đại phiên lóe lên tinh quang, nhìn cực kỳ cổ bắc. Trên mặt phiên thêu 8 phù văn cổ quái, giống họa không phải họa, giống chữ không phải chữ. Ba đại phiên ngoại hình giống nhau như đúc, có vẻ là nguyên bộ phận pháp bảo. Chẳng qua ba cổ phiên có màu sắc không giống nhau, có mặt vàng, một mặt màu bạc, mặt các màu đen. Hà Lập nhìn 8 phù văn cổ quái trên mặt phiên, mắt hiện một tia kinh ngạc. 8 phù văn này và phù văn trên thạch lồ mà hắn lấy từ bầy khỉ dưới núi hoàn toàn tương tự. Chả lẽ chúng có liên hệ? Những năm qua hắn là nhiều lần nghiên cứu thạch lồ đó vẫn chưa ra manh mối, nghĩ không tới hôm nay là tìm được manh mối. Hà Lập nét mặt bất động thanh sắc, ý niệm trong đầu nhanh chuyển động. Và vật này tên là Tam Nguyên Đại Tắc Phiên, cần ba người đồng thời thúc giục, quy lực không tầm thường, thiên về phòng thủ nhưng tiêu hao tiên linh lực quá lớn, một mình ta cơ bản là không có cách thúc giục được. Cái ta nói là đi ngược lại con đường kia chính là trước khi muốn đào thoát, ba người chúng ta cần toàn lực thúc giục bảo vật để phòng thủ đã. Lân Cửu chậm rãi nói ra, bảo vật này nếu mà tiêu hao tiên linh lực như vậy, thì để ba người chúng ta sức cùng lực kiệt chẳng phải trở thành thú bị nhốt trong chuồng sao. Lần Thập Thất là ngữ khí có chút thất vọng. Theo tại hạ biết, loại phù lục biến hóa thành hóa thân này thường có hạn chế nhất định, không có khả năng duy trì quá lâu. Ý của đạo hữu Lân Cửu chính là tận lực kéo dài thời gian cho đến lúc hóa thân này không chống đỡ nổi. Hàn Lập nói. Đạo hữu giao thập ngũ,
Nói không sai, tại hạ là có ý này. Lần cửu gật đầu, nhưng ta thấy bộ tam nguyên đại tác phiên này của đảo hơi khác so với pháp bảo bình thường. Tám cái phù văn viết trên có chút kỳ lạ, không biết có gì huyền diệu. Chúng ta hiện đang ở hiểm cảnh cùng chung một thuyền, mong đạo hữu giải thích một chút. Hàn Lập bất động thanh sắc. Bảo vật này quả thật có chút đặc biệt, tại hạ ngẫu nhiên có được, nhưng do trải qua hơn trăm ngàn năm tìm tòi, cuối cùng tìm ra vài phương pháp tế luyện. Thời gian không nhiều lắm, các người mau chóng làm quen một chút đi. Lần cửu nghe vậy không nhanh không chậm nói. Nói xong gã mãnh liệt thúc giục kiếm quyết, làm phạm vi kiếm trận lớn hơn vài phần, ngăn được gần nửa số công kích nhánh cây màu xanh. Tay kia gáo vung hai khối ngọc giản phân biệt bắn về phía Hàn Lập cùng Lân Thập Thất. Hàn Lập tỏ tay nhận lấy ngọc giản, bên ngoài tấm tắc kêu kỳ lạ, lòng lại thầm suy đoán Lân Cửu có lẽ là biết một ít về tám cái phù văn thần bí. Chẳng qua nhìn bộ dạng này đương nhiên là không muốn nói rồi. Đang lúc cân nhắc, thần thức hắn chui vào trong ngọc giản bên tay. Trong ngọc giản ghi lại khẩu quyết, một môn tế luyện bảo vật thoạt nhìn có chút đặc biệt khác rất nhiều so với phương pháp tế luyện hắn biết. Hàn Lập một mặt nhanh tìm hiểu, một mặt hồi tưởng lại những hiểu biết về năm qua nghiên cứu thạch lô, phát hiện hai cái mơ hồ có liên quan, nội tâm không khỏi mừng thầm. Nếu hắn đoán không sai, pháp quyết tế luyện này hẳn là hữu dụng với thạch lô kia. Không lâu sau, nhánh cây màu xanh đầy trời đang rơi xuống đột nhiên dừng lại, nhưng mà hơn trăm cây đại thụ xung quanh mọi người cũng cao đến 200-300 trượng. Nhánh cây đan xen hầu như che đầy trời phía trên. Không có thời gian, các người tranh thủ thời gian làm quen với phiên này. Lần cửu nhíu mày, lập tức giao hai đại phiên màu bạc và màu đen cho Hàn Lập cùng Lân Thập Thất. Sau đó gã bỗng đánh tay phát quyết, lóe rề lóe lên hào quang chui vào đại phiên màu vàng, khiến mặt ngoài đại phiên hiện ra từng điểm kim quang. Hàn Lập hít một hơi, tay cũng bấm pháp quyết kỳ lạ chui vào đại phiên màu bạc. Phiên màu bạc từ từ bay lên, từng điểm hào quang màu bạc hiện ra phảng phất như những ngôi sao lập lòe trong bầu trời đêm, vừa sáng chói thần bí vừa phát ra âm thanh thanh thúy leng keng linh tinh. Lần Thập Thất cũng nhắm mắt tay bấm pháp quyết, mặt ngoài đại phiên màu đen hiện ra từng điểm hắc quang đan xen ngưng tụ thành một cái tầng hào quang màu đen từ từ bay lơ lửng. Nhưng lúc này trên đỉnh đầu mọi người chấn động, hóa thần kim tiên hiện ra, thân thể đã khôi phục cỡ người thường. Nghĩ không tới mấy tên tiểu tử cấp thấp này có không ít thủ đoạn, nhưng cũng nên làm cho xong. Hóa thân kim tiên nói xong tay giờ, một vòng linh quang màu xanh hiện ra, bên trong vô số phù văn xanh lập lòe, lóe lên chui vào biến mất ở cây đại thụ che trời. Cây đại thụ này lập tức từ mặt đất nhòi lên, giống như không bị hạn chế bởi bùn đất, toàn thân hiện lục quang chói mắt, nhanh biến hóa, sinh trưởng ra tứ chi to lớn và một cái đầu xấu xí. Xong cái hô hấp, cây đại thụ biến thành một thụ nhân cao mấy trăm trượng. Thụ nhân mới tàn hình không nói hai lời, lần đến một quyền xanh cực lớn hung hăng đánh vào kiếm trận màu vàng do Lần Cửu thi triển. Một tiếng vàng rất lớn, không gian màu xanh theo đó run lên, kiếm trận màu vàng kịch liệt lắc lư nhưng lập tức khôi phục. Theo từng vòng linh quang màu xanh, tay từ tay hóa thân kim tiền ra tay, chớp mắt liền có nửa cây đại thụ biến thành thụ nhân, nhưng mà thanh quang trên người hóa thân cũng trở nên ảm đạm. Tất cả thụ nhân ào ào vung tay nắm đấm to lớn, hô số thanh quang quyền ảnh mơ hồ lớn phô thiên cái địa công kích ba người Hàn Lập. Âm ầm ầm, thủy phân màu đen, màn cát màu vàng và kiếm trận màu vàng tiếp nhận lấy mấy đợt công kích như gió táp mưa rào. Vốn là phòng ngự chặt chẽ dần dần trở lên toán loạn, hào quang của chúng mở đi rất nhiều nhưng cũng không bị phá hủy ngay. Hóa thân kim tuyên thấy vậy mặt trầm xuống có chút không kiên nhẫn, y há miệng phun ra một cỗ thanh hà, thoáng cái bao phủ tất cả cây đại thụ còn lại phía dưới. Một vài cây đại thụ lập tức hiện ra hào quang xanh biếc từ mặt đất chui lên, nhưng không biến thành thụ nhân mà dung hợp với nhau một chỗ, hào quang xanh biếc lập lòe, chúng hợp thành một thụ nhân khổng lồ cao chừng 2-3 ngàn trượng. Lục quang trên thân thụ nhân khổng lồ lưu động liên miên không dứt, một cánh tay y nâng lên hư không gợn sóng, một cái tiếng bùm, những thụ nhân còn lại xung quanh ầm ầm nổ tung hóa thành từng vòng hào quang màu xanh cuộn hướng về ngược về, rồi hóa thành một cái thanh mộc có chiều cao tương đương với thân thể thụ nhân khổng lồ. Trên thân đạo khắc rõ từng hàng phù văn màu xanh lá, lóe ra tia sáng lạnh lẽo. Chương 252: Kim Tiên uy hiếp.
Thụ nhân khổng lồ vừa thành hình chân nhún một cái, thân hình khổng lồ vọt lên, các phù văn màu xanh trên mộc đào tỏa ra hào quang thành quang sáng rực rỡ, chiếu sáng phân nửa không gian thành sắc. Một khắc sau, đào quang ầm ầm chém xuống tựa thiên hà thành sắc rơi xuống, uy thế kinh thiên động địa. Đào quang cực lớn chưa bổ đến nơi mà luồng lực lượng khiến cho người ta sợ hãi đã ầm ầm xuống, khiến cho thủy vận hắc sắc màn cát màu vàng óng ánh lẫn kiếm trận kim sắc kịch liệt run rẩy, thanh âm tàn vỡ vang lên ken két. Ầm ầm, mộc đào cực lớn hung hăng chém xuống, sinh ra một tiếng nổ kinh thiên động địa. Bốn đạo quang mang hắc hoàng kim thành vặn vẹo đan với nhau, thủy vân màn cát kiếm trận rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng mà tàn vỡ. Một cơn lốc xoáy xen lẫn kiếm khí vận khí cát xoài những cơn sóng như cơn sóng dữ bắn về tứ hướng. Hư không thành sắc chấn động mãnh liệt, từng cơn rung động mắt thường thấy được lan ra khắp nơi. Kết quả mộc đào cực lớn chém xuống nhưng thế nhưng không thể tới nữa mà bắn ngược trở lại. Thú nhân khổng lồ đạp đạp lùi sau mấy bước mới đứng vững. Luồng sóng bạo liệt mênh mông cuồn cuộn thu lại, hiện ra thân ảnh ba người Hàn Lập. Phiên ảnh kim ngân hắc phía trước ba nhân ảnh lóe lập lòe, phảng phất như ba đạo thiên hà tinh quang, chấn động linh lực mênh mông từ trong ba mặt phiên phát ra. Nơi nào phiên ảnh lướt qua, không gian xung quanh lập lòe hào quang, tầng tầng chấn động, cơn lốc lổ tung phân tán về tứ phía, bị ba đạo phiên ảnh nhẹ nhàng rung lên thế mà đơn giản càn quét sạch sẽ. Ba người không dám có chút lười biếng, mười ngón tay không ngừng kết động đánh ra từng pháp quyết, kỳ dị nhập vào đại phiên phía trước. Miệng lần cửu khẽ quát, thiên toàn, thủy động, địa diêu, rầm. Ba đạo phiên ảnh liên tiếp phóng lớn, hóa thành một thể, hình thành một cái quang mạc cự đại ba màu, màn hình chứng. Nếu nhìn kỹ, thấy được kim quang này xoay tròn lượn lờ, tầng ngoài cùng hắc quang, tầng thứ hai ngân quang trong cùng. Vô số phiên ảnh lúc ẩn lúc hiện bên trong màn sáng. Hào quang trùng thiên xen lẫn thanh âm rít gào phóng quét một vòng, những kiểu không gian thành sắc tự hình thành thế giới. Trên bầu trời, hóa thần kim tiền mặt trầm xuống tay bấm pháp quyết. Thủ nhân khổng lồ rực lên thanh quang, dậm mạnh quyết trước hai bước, thanh quang từ mộc đào bắn ra, lại hung hăng bổ vào màn sáng ba màu lần nữa. Màn sáng chấn động mãnh liệt lõm vào bên trong một vết, theo quang mang tàm sắc lưu chuyển chỗ lõm ở màn sáng nhanh khôi phục, lại đánh bật mộc đào ra. Bàn tay thụ nhân cuồng vũ đào liền tiếp đào, điên cuồng chém tới rầm rầm rầm. Màn sáng ba màu không ngừng bị rung động lõn vào liên tiếp rồi mấy chốc sau lại phục hồi, không có dấu hiệu bị kích phá. À, bộ tam nguyên đại tắc phiên này của lần cửu đại hữu đúng là không hề tầm thường. Ta xem khí tức hóa thân này không sống trước, xem ra hẳn không duy trì được lâu. Tay lân thập thất nắm một viên tiên nguyên thạch không ngừng hấp thu linh lực, vui vẻ nhận xét. Không thể chủ quan, thủ đoạn người này tuyệt không chỉ như thế. Tận dụng thời gian khôi phục đã, lần cửu nắm một cái viên tiên nguyên thạch, dù trong mắt nổi lên một cái tia ngạo nghễ, nhưng lời đáp lại cẩn trọng dị thường. Hàn Lập không nói lời nào, tay nắm chặt thiên nguyên thạch hấp thu tiên linh lực, lòng cũng gượng gạo cười. Vì thúc giục trận này, ba người buộc phải không ngừng hấp thu tiên linh lực trong tiên nguyên thạch, còn riêng bản thân thì ăn đan dược khôi phục, nhưng bù không nổi tiên linh lực bị tiêu hao. Tiêu hao tiền linh lực của bộ tàm nguyên đại tắc phiền cũng là thực kinh người. Số các dị bảo hộ thân thì sao? Sẽ các ngươi duy trì được bao lâu? Hóa thân kim tiên cười lạnh, pháp quyết biến đổi, điểm tới thụ nhân khổng lồ đằng xa. Động tác thụ nhân dừng, toàn thân lún xuống, nửa cẳng chân bò chìm dưới đất, trên người lại rực đến thanh quang cho mắt biến thành một cái gốc đại thụ che trời. Trong lúc lục quang lập lòe, những chiếc cành chiếc lá thì nhau mọc rồi lụ hoa hồng sắc nảy nở. Chỉ một khắc, các lụ hoa bùng thành đóa cự hoa rực rỡ, một dòng những viên bi nhỏ màu đỏ nhạt ở trong cự hoa bắn ra như phấn hoa tán loạn, bằng vỡ thành một mảng xương đỏ phủ xuống. Màn sáng ba màu với tốc độ kinh người trực tiếp xuyên thấu vào trong, màn sáng trông cứng cỏi vô cùng thế mà như vô hình. Cái gì? Ba người thấy thế mặt đại biến. Nội tâm Hàn Lập trầm xuống, tả thần thức quét qua, sau một khắc cảm nhận được đầu nặng trịch, đột nhiên là dâng đến cảm giác say sẩm, thiên linh lực đột nhiên là vận chuyển chậm lại.
Tích tắc, thần thức trong đầu giật toát lập tức thanh tỉnh vội hét lớn. Coi chừng công kích thần thức, đồng thời song thủ Nguyên Anh ở đan điền kết pháp quyết. Lập tức một cái luồng chi lực mát lạnh bay vọt xa, chạy vào các nơi trong kinh mạch khiến cho tiên linh lực đang trì trệ lập tức khôi phục nguyên dạng. Thủy chuyển, địa hám, thiên chấn, nên cầu nghe vậy muội vội vàng hét lớn. Đã hàn lập bất chấp xương đỏ xâm nhập trong màn sáng, pháp quyết trên tay biến đổi. Bề mặt màn sáng ba màu rung động một hồi, hắc quang ở tầng 2 bỗng hiện ra, lớp ngoài cùng, ngân quang theo đó trở thành lớp thứ 2, còn kim quang vốn ngoài cùng lại trở thành lớp trong cùng. Sau biến hóa này, hào quang tản mắt đột biến hóa, trở thành nhu hòa, bề mặt hiện ra tầng tầng gợn sóng, một màn xương đỏ vốn tràn ngập vào hư không lại lập tức bị chặn lại. Những xương đỏ đã chui vào trong màn sáng khuếch tán khắp nơi trong đó, phủ kín cả ba người lại, cảm giác xây sở mặt mày không ngừng xâm nhập vào đầu ba người. Hàn Lập nhắm mắt, chậm rãi vận chuyển luyện thần thuật, đồng thời tiện tay tế ra một chiếc chuông nhỏ bạch ngọc, xoay xoay trên đỉnh đầu, luồng thanh lương trí quanh quẩn đầu hắn, ảnh hưởng tới ma xương. Ảnh hưởng của màn xương đỏ lập tức bị triệt tiêu phân nửa. Chút ảnh hưởng còn lại đã không còn ghê gớm nữa. Lân cầu được Hàn Lập nhắc nhở nên đã có chuẩn bị pháp quyết biến hóa. Tay vô đỉnh đầu, một chiếc khóa nhỏ trắng nuốt hiện ra. Nó tản ra từng vòng hào quang lóng lánh phủ toàn thân hắn. Ánh mắt hắn lập tức thanh minh. Lân thập thất thì tế ra một cái giải trường lăng màu vàng đất. Nó bay quấn quanh người khiến cho màn xương không có cách tiếp cận. Ba người đều có thủ đoạn đối phó với xương đỏ công kích. Tuy nhiên, điều hào tiên linh lực cho việc thúc giục ba kiện bảo vật vốn không nhỏ lên tiên linh lực mất đi với tốc độ càng kinh nhân, mà trong không gian lĩnh vực thanh sắc lại không thể tự động thu nạp thiên địa nguyên khí. Kể từ đó, dù ba người không ngừng nghỉ bổ sung nguyên khí thông qua tiên nguyên thạch, tới lúc mặt cũng nhạt như tờ giấy. Cứ như vậy thì kiên trì chẳng được bao lâu. Bọn không biết lúc này tên hóa thân kim tiền cũng đang khắc hãi dị thường. Gã vốn tưởng chỉ cần một cái hóa thân có thể điều khiển pháp tắc chi lực là đủ dễ dàng giải quyết mấy cái tiểu bối làm hư chuyện tốt. Thế mà tình hình hiện tại không như mong muốn làm lòng gã tức tối. Hôm nay dù bổn tọa tổn hao nguyên khí cũng phải cho các người một cái giá lớn. Thành quang từ mắt hóa thân kim tiền sáng rực, miệng lẩm nhẩm chú ngữ tối nghĩa khó hiểu, bàn tay kết pháp quyết cổ quái. Trong chốc lát, những cái đóa hoa màu đỏ trên thần đại thụ dập trời kia dài ra khẽ rụng xuống, những thanh âm phụt 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 vang, đóa hoa liền bị từng cái đám lửa màu xanh bao bọc, diễm quang hừng hực nháy mắt chùm đến trên gốc đại thụ, tản mát ra chấn động pháp tắc cực kỳ mãnh liệt. Khi mà thanh diễm thiêu đốt đại thụ thì thân hình hóa thân kim tiền cũng trong suốt dần. Sau đó cả biển lửa thiêu đốt đại thụ âm âm đổ xuống, lấy xu thế thái sơn áp đỉnh sập xuống chỗ ba người Hàn Lập. Dù chưa tới nơi nhưng mà luồng uy áp vô hình không có cách nào mô tả lăng không ập tới, khiến ba người Hàn Lập hô hấp trì trệ, chỉ muốn bỏ trận chạy trốn nhưng không kịp. Không ổn, lân cửu há mồm phun ra một ngụm máu dùng nhập vào đại phiên kim sắc. Hào quang đại phiên kim sắc tỏa sáng, vô số kim quang bắn ra hóa thành bức tường ánh sáng kim sắc. Hàn Lập thấy Lân Thập Thất cũng há mồm phun máu, toàn bộ tiên linh lực còn lại trong cơ thể rót vào tam nguyên đại tác viên. Hai mặt đại phiên ngân sắc cũng tỏa hào quang, huyễn hóa ra hai bức tường ngân hắc. Ngay sau đó Hàn Lập bấm đốt tay, trong thủy chân luân hiện xoay tròn rất nhanh chắn trước. Cùng lúc đó, Lân Cổ cùng Lân Thập Thất tế ra từng kiện pháp bảo, từng đạo quang mạc từ từ phóng ra đan với nhau, trở thành tầng tầng lớp lớp bao phủ ba người lại. Ầm ầm, ba người không còn thêm hành động nào nữa, biển lửa đã đổ xuống một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang. Thanh quang chói lòa bộc phát bao phủ ba người Hàn Lập, quang mang thanh sắc co lại, một cái tiếng nổ mạnh kinh thiên lập tức vỡ. Lục quang vỡ tan, hư không vang những cái tiếng vù vù, từng vết nứt mắt thường có thể thấy được vặn vẹo rung rinh phảng phất muốn vỡ. Một luồng cuồng phong thanh sắc vô cùng cuồng mãnh xuất hiện, thổi quét tứ phương tám hướng. Ba đạo thân ảnh từ trong thanh quang bắn ra, đúng là ba người Hàn Lập. Lúc này, quần áo trên ba người rách tả tơi, mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân đầy vết thương nhìn qua cực kỳ chật vật, nhưng thần sắc lại có chút niềm vui sống sót tràn ngập. Thanh quang tiêu tán nhanh,
Hóa thân kim thiên lơ lửng trên không lại hiện ra, nhưng cơ thể đã trong suốt sắp sửa tan vỡ. Hôm nay các người gặp mày, nhớ ký cho bổn tọa. Bổn tọa Cổ Kiệt Bắc Hàn Tiên Cung, đừng tưởng thoát khỏi hôm nay là xong. Trước bổn tọa xuất quan, chắc chắn tóm bà tiền các người rút hồn luyện phách nghiền xương thành cho, nhớ cho kỹ vào. Hóa thân kim tiền từ biến mất, hóa thành phù lục kim sắc như trước. Xèo xèo, phù lục không lửa tự cháy, chỉ mấy nhịp thở đã thành cho tàn. Cổ Kiệt, cửa ải trước mắt cuối cùng được thoát, nhưng mà chẳng phải trưởng lão kim tiền Bắc Hàn Tiên Cung, phiền toái sau này không nhỏ. Mắt lân cửu lấp lánh, chậm rãi nói, thủ đã kết lúc lành nhiều lời vô ích, chúng ta nhanh chỉnh trang rồi chạy thôi. Hàn Lập là trầm mặc phát biểu, hai người lân cửu nghe vậy cũng khẽ gật đầu. Chương 253, rước lấy phiền toái. Hàn Lập lật tay lấy ra một cái quả đan dược ăn vào, mặt dần khôi phục. Trọng thể chân luân lơ lửng cạnh hắn, vốn là sáng bóng giờ có chút mờ, hiển nhiên vừa rồi trùng kích khiến cho tổn thương không nhẹ, sau này trở về không tránh khỏi phải tế luyện một phen. Bên kia lân cửu cũng thu hồi ba cây đại tắc phiên, trải qua va chạm mãnh liệt một cái kích cuối cùng với hóa thân Cổ Kiệt, dù không đến mức hao tổn nhưng linh tính cũng mất mát khiến cho gã tiếc nuối không thôi. Thảm nhất tất nhiên là lần thập thất, lúc trước không chỉ bị thương không nhẹ, nguyên khí đại thương, mà đại ấn kia gần như là bản mệnh pháp bảo của gã ta bị lực lượng pháp tắc của hóa thân kim tiền thẩm thấu vào làm mất đi phần nửa linh tính. Nhưng lần này gã có thể giữ được mạng, thu hồi bảo vật cũng coi như là bất hạnh trong đại hạnh. Ba người ổn định lại một chút, quay người bay vào trong cốc. Trải qua một phen kịch chiến, sơn cốc giờ hoàn toàn thay đổi, phần nửa ngọn núi xung quanh bị san thành bình địa, mặt đất bị lõm thành vô số hố sâu, có chỗ thậm chí là sâu thẳm vào trong lòng đất, nhìn rõ cả dung nham nóng cháy cuồn cuộn. Mảnh sơn mạch này tuy hơi là lời vắng vẻ, nhưng vừa rồi bọn hắn gây ra động tĩnh quả thực kinh người, tất nhiên tránh không được khiến cho thế lực tu sĩ ở lần cận chú ý. Sự thật đúng là vậy, mấy chục năm về sau, mảnh man hoang tuyết sơn này quả thật hấp dẫn không ít người tới tìm cơ duyên. Đương nhiên những thứ này đều là sau rồi nói. Thiếu chút nữa quên, ta ra ngoài thu hồi hai kiện bảo vật áp trận trước. Lần cửa bay đến cửa cốc, đưa mắt nhìn qua phía dưới rồi nói, tại hạ đi lấy cầu mô lôi mộc kia. Trong cốc nhờ đạo hữu lần tập thất, Hàn Lập nói. Lần thập thất tất nhiên không nói thêm về việc này. Lòng ba người biết nơi đây không thích hợp ở lâu, lúc này ăn ý dị thường, tự hành động riêng, thần thức dò xét lẫn nhau, cũng không sợ có người lén giờ tu đoạn. Thanh ảnh lóe, thân hình Hàn Lập xuất hiện ở một chỗ ngoài cốc, vất tay đánh ra một cái tia sáng màu xanh chui xuống mặt đất. Ầm, mặt đất nổ tung tạo thành động lớn, trong động là một cái cây gỗ màu vàng cao hơn người, to cỡ đùi người. Toàn thân cây vàng ngay ở vị trí đất gãy hiện ra từng vòng lôi điện hòa văn tuổi cây, bề mặt vết gãy sáng bóng trơn trượt hiện ra từng cái đường vân lôi điện màu vàng, tản mát ra khí tức lôi điện mãnh liệt. Tuy là vật liệu gỗ nhưng nhìn lại giống như kim trúc khoáng thạch, đúng là cầu lôi mộc. Hàn Lập vất tay thu cái thanh gỗ vàng vào trong tay, đánh giá kỹ vài lần. Hắn đã xem xét qua về cầu lôi mộc trong điển tịch. Đây là một loại linh tài lôi thuộc tính vô cùng hiếm, cực kỳ cứng rắn, có đặc tính hấp thu lực lượng lôi điện, là tài liệu thượng đẳng luyện chế linh bảo lôi thuộc tính. Nhưng bồi dưỡng cây linh mộc này cũng vô cùng phiền toái, vì vậy chúng xuất hiện cực ít trên thị trường, nghĩ không tới ở đây thu được cả đống. Hà Lập nghĩ vậy lại là phi thân đến một chỗ khác, đánh ra một tia sáng xanh, làm cách mặt đất nổ tung đào một cái cây cầu lôi mộc. Sau đó hắn đào xung quanh sơn cốc, tổng cộng được 81 cây. Khi Hàn Lập mang theo linh mộc bay vào trong cốc, Lân Cửu cùng Lân Tập Thất cũng đứng một chỗ đất trống trong sơn cốc. Phía trước người Lân Cửu có hai kiện bảo vật đang lơ lửng. Một là cây cổ kiếm màu vàng có phong cách cổ xưa, hoàn toàn khác phi kiếm bình thường, làm loại đại kiếm, thân bản to, trên thân kiếm khắc chín đồ án ngôi sao màu vàng.
kia còn lại một cái cổ kính màu vàng có bốn góc cạnh rìa kính chạm khắc, mặt kính mơ hồ thấy không rõ, mặt sau điều khắc rõ đồ án mãnh hổ. Hiển nhiên hai kiện bảo vật này là hai kiện linh bảo trấn áp mắt trận. Hai kiện này nhìn qua không tầm thường, tản mát trận trận chấn động kim thuộc tính, hiển nhiên là linh bảo cực phẩm kim thuộc tính, dù kém tiền khí nhưng chênh lệch không nhiều. Ngay chỗ lần thập thất, ngoại trừ lò đan đỏ, lò đan màu vàng, tay còn cầm một cái vòng tay chứa vật, đúng là vật của lão giả tóc bạc. Tuy rằng thu hoạch có vẻ tương đối khá, nhưng chẳng biết tại sao hai người đều trầm mà không nói. Hai vị đạo hữu phát hiện ra điều gì, hắn lập tới cạnh hai người mở miệng hỏi. Người xem đồ vật bên trong đi, lần thập thất vỗ vào lò đan màu vàng ôn tồn. Hàn Lập nghe vậy, thả thần thức tìm trong lò đan. Lò đan tuy rằng sớm đã ngừng luyện đan, bên trong vẫn tràn ngập một cỗ linh lực cực nóng, tràn ngập lưu động hình thành một cái trận pháp chắc chắn khiến thần thức thăm dò và có chút khó khăn. Hắn nhíu mày, gia tăng lực lượng thần thức, nháy mắt đột phá ảnh hưởng trận pháp xông vào bên trong. Một viên đan dược màu tím lớn chừng ngón cái đang lơ lửng trong lò đan, nhưng một nửa viên đan dược đã cháy đen, hiển nhiên luyện thất bại. Tuy nhiên viên đan dược này, cổ tay Hàn Lập vung khẽ, vất tay đánh ra mấy đạo pháp quyết bắn vào nơi trong lò đan. Hắn kẽ quát bàn tay vồ trên đỉnh lò đan, ánh sáng xanh lóe lên trong lòng bàn tay rồi biến mất. Một tiếng két vàng từ lò truyền ra, hắn kẽ vẫy tay, nắp lò đan mở, viên đan dược màu tím bắn ra. Lân Cửu thế vậy, đuôi lông mày lơ đãng khẽ nhếch lên, dường như thấy việc Hàn Lập có thể cử trọng nhược khinh phá vỡ cấm chế trận pháp trên lò đan, lấy ra đan dược lại có chút kinh ngạc. Hàn Lập nhìn viên đan dược màu tím mặt ngưng trọng, bên trong đan dược có một đạo linh văn màu tím hình tia chớp nhưng không trọn vẹn, nhiều chỗ đứt khúc, chính là những chỗ cháy đen làm cho linh văn bị cắt đứt phân nửa. Tuy rằng yếu ớt nhưng bên trong tia chớp linh văn màu tím tản mát ra từng điểm pháp tắc chấn động. Quả nhiên đang luyện chế đạo đan, Hàn Lập thì thào, không sai, đúng là đạo đan. Vừa rồi nhìn kỹ khuôn mặt lão giả tóc bạc rốt cuộc nhớ ra, người này tên là Bình Giao Tử, một địa đan sư tiếng tăm lừng lẫy, đứng đầu địa đan sư tại Bắc Hàn Tiên Cung. Chẳng qua xưa nay ít khi xuất hiện, ít người biết hình dạng. Nghe nói người này một mực trùng kích thiên đan sư, không biết có thành công hay không. Nếu bị thành công thì Lần Cửu nói qua giọng tràn đầy đắng chát. Hàn Lập nghe vậy mặt khó coi, một thiên đan sư với bất luận thế lực nào tất nhiên không cần nói cũng biết. Dù Trúc Long đạo hầu như hùng bá một phương đại lục, là đại tông nổi tiếng lừng lẫy tại Bắc Hàn Tiên Vực, cũng không có nổi một vị, đủ để thấy thiên đan sư chân quý thế nào. Nếu đúng như Lần Cửu phỏng đoán, Bình Giao Tử này đã trở thành thiên đan sư thì địa vị của y trong Bắc Hàn Tiên Cung chỉ sợ khó mà tưởng tượng, thậm chí dù chỉ là một người đứng đầu địa đan sư cũng không phải chuyện đùa. Hôm nay ba người vì một cái nhiệm vụ được treo thưởng kích dù trong vô thường minh mà ra tay chém giết não. Khó trách tên cổ kiệt kia giận như thế, phát thề tiêu diệt ba người. Nghĩ tới đây hắn lập tức như bị ngọn núi lớn đè trên người, thật đúng là chọc vào đại phiền toái. Hôm nay nói gì cũng muộn, chúng ta trải qua vạn năm khổ tu, độ kiếp chân tiên trên tay người nào không có ít phong hồn vô tội. Thế tục là vậy, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chúng ta truy tìm đại đạo vốn là nghịch thiên mà làm, sao vạn cốt có thể ghi lại. Việc đã đến nước này ta không ngồi chờ chết. Lần Cửu thở dài một tiếng xoay chuyển. Đạo hữu, Lần Cửu nói không sai, thiên đạo vô tình, người hữu tình sớm đã trở thành một nhúm đất. Bắc Hàn Tiên Vực này rộng như vậy, chúng ta khi trở về chuẩn bị kỹ càng, dù là cổ kiệt có tu bị kim tiền cũng chưa chắc có thể làm được gì chúng ta. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta trước phân chia mấy thứ này, sau đó là sớm rời khỏi đây. Lân Thập Thất nhẹ gật đầu thầm ý nói. Cũng tốt, Hàn Lập là thở nhẹ một hơi, tất nhiên không ý kiến. Lân Thập Thất nghe vậy, cầm vòng tay chữ vật rung, rầm ào trên mặt đất hiện ra một đống đồ vật. Đa số là các loại linh thảo tài liệu, đều là tràn đầy linh khí, nhiều vầng, sáng màu. Lập tức hấp dẫn mắt ba người, mắt Hàn Lập lấy lên nhìn chúng một loại linh thảo trong đó. Cỏ này màu xanh biếc như ngọc, hình dáng có chút uốn lượn như rồng, viên lá cực nhỏ, ép sát trên thân giống như những cái vảy. Cỏ này hóa ra đúng là cầu long thảo, nguyên liệu chính xác để chế xuân lâm đan lúc trước hắn xem tại tiên dược các không thể tưởng tượng vậy mà có ở đây. Trên mặt đất số lượng cầu long thảo không ít, ước chừng 10 cây, niên đại thoạt nhìn cũng là năm vạn năm trở lên. Về phần tài liệu linh thảo các, Hàn Lập nhận ra non nửa cũng không dưới cầu long tảo đều là cực phẩm linh tài,
Chỉ với những cái tài liệu linh tảo đã là một phần tài phú rất lớn rồi. Trừ những tài liệu này, 6-7 kiện pháp bảo, 2 bình ngọc màu trắng, 1 hộp ngọc màu tím, 1 đống nhỏ tiên nguyên thạch tầm 5-60 miếng. Các pháp bảo đều là cấp bậc linh bảo, phẩm chất không tệ nhưng kém xa 2 kiện linh bảo áp trận. 2 bình ngọc màu trắng bị hạ cấm chế, thần thức không có cách xâm nhập nên không biết là gì. Về phần hộp ngọc màu tím, trên dán phù lục màu bạc, phù số, phù văn màu bạc lượn lờ như lòng lọc, tản mát ra chấn động linh lực cường đại. Trên hộp ngọc còn các mấy tầng linh văn liên thông một chỗ với phù lục màu bạc. Toàn bộ hộp ngọc được một cái tầng ngân quang bao phủ, thần thức cơ bản không có cách thăm dò. Lần thập thất đưa vòng tay chứa vật cho lần cửu ý bảo kiểm tra. Lần cửu lúc này mặt lộ kỳ lạ, kinh ngạc nhìn các pháp bảo kia cũng không đón nhận ngay, mặt đưa đến khi lần thập thất mở miệng nhắc nhở gã mới khôi phục tinh thần. Vừa rồi có chút thất thần không thể tưởng tượng trên người bình giao tử này mang theo nhiều thứ như vậy. Lân cửu nói xong nhận vòng chứa vật, hắn lập thế vậy lòng khẽ động. Dù chỉ là một cái chớp mắt nhưng theo ánh mắt lân cửu hắn thấy một tia khác thường. Mắt hắn như là hữu ý hay vô tình nhìn cái pháp bảo kia thì chỉ là pháp bảo bình thường không phát hiện gì đặc biệt. Tuy nhiên bên cạnh cái pháp bảo có một khối lệnh bài màu đen, thoạt nhìn cổ quái, viết trên các đồ án hình chữ tập tỏa ra hắc quang âm u. Ồ, cái này tựa như lệnh bài thập phương lâu, chẳng lẽ bình từ sau này quan hệ cùng thập phương lâu. Nhưng vào lúc này, lần thập thất dường như cũng phát hiện lệnh bài đen mở miệng. Lời gã vừa ra lòng Hàn Lập hơi động. Ý có hay không, người của thập phương lâu cũng không liên quan đến chúng ta. Lần cửu nói qua rồi đưa vòng chữ vật kiểm tra xong cho Hàn Lập. Hàn Lập chỉ tượng trưng quét thần thức một cái xác nhận không còn vật gì, liền gật đầu, hắn lại nhìn đống chiến lợi phẩm trên mặt đất. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.